mặc y phục của Lục Bá Bá, Lưu Bá Bá. Ông, ông đã ăn thịt bọn họ rồi. Liên quan gì tới con? Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa của ông mà. Vậy thì sao? Ta sẽ ăn sạch hết các ngươi. Hóa ra ngươi không biết dùng đau. Đừng đánh nữa Qua Bá Bá. Ta đem thịt chim chia cho ông ăn là được rồi. Thủy chất nữ, con đau lòng cái tiểu tử này phải không? Sao hả? Không nhớ Uông biểu ca nữa sao? Đừng đánh nữa Qua Bá Bá. Cô kêu cái gì? Ta đánh không lại hắn, cùng lắm bị hắn giết. Tội gì để hắn làm nhục cô? Người ta thương ngươi, ngươi la cái gì? Rứt bạc tay. Liên Thành kiếm pháp. Thức đâm bả vai. Thức gia kiếm. Đinh đại ca, có mà, có mà. Đinh đại ca đi mau. Đinh đại ca đi mau. Đi, đi. Chân của hắn sao lại khỏi rồi? Đại Mạc, cô yên trực. Trường Hà, Lạc Nhất Điên. Khỏi rồi, khỏi rồi, khỏi rồi. Huyết Đao lão tổ, tuy rằng ngươi là đại ác nhân, nhưng chân của ta là ngươi trị khỏi. Địch dân tạ ơn trước. Con mẹ nó, lâu ác tật nhà ngươi đều là ngươi làm hại chúng ta bị dây chết ở tuyết cốc này. Ngươi, ngươi còn che chở cho hắn. Tại lão ác tặc này hại chúng ta bị dây trong tuyết cốc này. Ngươi, ngươi có biết không? Ta biết. Ngươi biết cái con khỉ. Chúng ta muốn ra khỏi tuyết cốc này, trừ phi, trừ phi biến thành chim ưng.
kìa. Nè, số hôm nay lương thực lại ít như vậy. Vài ngày nữa e rằng ngay cả những thứ này cũng không có. Làm sao vậy? Tiểu tử này nội công thâm hậu, võ công lại không được tốt lắm, cô dựa vào hắn bảo hộ. Thủy chất nữ cô lớn lên xinh đẹp như vậy, ta khuyên cô nha. Vậy ngươi đừng ăn nữa. Thủy chất nữ, cô muốn ta chết đói sao? Trả miếng thịt này lại cho ta. Đừng như vậy mà. Thủy chất nữ, tốt xấu gì con cũng gọi ta là Qua Bá Bá mà. Ta chính là nể mặt cha ta mới không để ông chết đói. Vậy sao ông ít ở trước mặt ta nhắc tới hai chúng ta? Không nhắc tới, không nhắc tới còn không được sao? Thủy chất nữ, Qua Bá Bá hôm nay rất đói bụng, hay là đem miếng thịt kia của hắn cũng cho ta đi. Địch Thiếu Hiệp, người mỗi ngày luyện tập công lực tăng rất nhiều, lão hủ bội phục. Bội phục. Ông muốn nói gì cứ nói đi. Là chuyện như vậy, lão hủ hôm nay còn muốn đi tìm đường ra, bất đắc dĩ trong bụng. Thiếu Hiệp, có thể cho ta miếng thịt kia của ngươi vô ăn đi. Đa tạ. Đa tạ, đa tạ ngươi. Thủy chất nữ, Địch Thiếu Hiệp kia đã đồng ý cho ta miếng thịt đó rồi. Một đại hiệp thành danh, đến lúc nguy nan còn không bằng tiểu ác tặc Quyết Đao Môn. Quẹo lửa. Tiền bối xin chào. Quân Thiếu Hiệp, một đường vất vả, tại hạ chở đây đã lâu. Ở Xuyên Tây Tửu Lâu tiếp phong tẩy trần cho Quân Thiếu Hiệp. Mời. Mời khách quan. Đa tạ tiền bối. Mời. Do đường thế nào rồi? Tuyết lớn ở Phong Sơn đến sang năm mới có thể tan. Đúng vậy. Hơn 2 tháng rồi. Không biết Thủy cô nương và 4 vị đại hiệp thế nào rồi. Lạc Qua Lưu Thủy xưng hùng giang nam, đối phó 2 tên ác tặc Quyết Đao vẫn là dư sức. Nhưng tuyết sơn rét lạnh, lại không có thức ăn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiền bối, mấy vị đại hiệp Lạc Qua Lưu Thủy đã trải qua giang hồ, nhất định có thể biến nguy thành an. Đúng, tại hạ hôm nay ngoại trừ cùng Thiếu Hiệp thương thảo chuyện giàu cốc, còn có một chuyện là nhận quỷ thác của người khác. Tiền bối cứ nói. Trưởng môn Liên Qua trưởng nhờ tại hạ cầu thân với Uông Thiếu Hiệp. Ta từ nhỏ cùng biểu muội Thanh Mai trúc mã,
Cứu cứu lại đối với ta ân trọng như núi. Ta kiếp này sớm đã thề không phải biểu muội không cưới. Nhưng hơn hai tháng rồi, chỉ sợ Thủy cô nương mặc dù là sống sót, nhưng bây giờ ở trong tay hai tên ác tặc. Tôi nghĩ tiền bối đừng nói nữa. Uông Thiếu Phong ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu Thủy cô nương đã không còn trên nhân thế nữa, ngươi có thể cân nhắc chuyện hôn sự này không? Nếu như biểu muội ta bất hạnh qua đời, ta sẽ cả đời không cưới thi. Ông muốn làm gì? Lão tử muốn sống. Tránh ra. Thi thể của Thủy đại hiệp, ông tuyệt đối không được động vào. Có nghe không? Ông muốn làm gì đó? Ông thân là một đại hiệp, sao có thể ăn nghĩa đệ của mình chứ? Cút đi. Đừng dài dòng. Chồng giận ta, ta đập chết ngươi. Thưởng cho ngươi một lỗ thủng trong suốt. Ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi. Đừng qua đây. Tại sao ta không thể qua? Người sống ăn ngon hơn người chết. Chúng ta giết hắn, chia ra mà ăn, có gì không tốt? Người mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Tiểu ác tặc, mau tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi. Tiểu ác tặc, nội lực của ngươi khá tốt đó. Cho người xem giặc gia tán thủ của ta. Nào, chúng ta đi. Người có ổn không? Chúng ta đi, mau. Mau, chặn cửa động lại. Chỉ cần hắn dám tới chuyện đá, ta sẽ chặt đứt hai tay hắn. Tiểu ác, vết thương của ngươi sao rồi? Ta không sao. Hai tên tiểu tạp chủng trốn trong động không ra. Ta biết ở trong động làm chuyện không thể cho ai biết.
cậu nam nữ trốn không ra ngoài. Lão tử muốn nướng thịt ăn rồi. Ta nói cho các ngươi biết, thịt người ăn rất ngon. Cậu nam nữ không thể cho ai biết, không cho các ngươi ăn. Thằng muốn ăn cha ta, làm sao đi? Làm sao đi? Ngươi không sao chứ? Đừng tới đây. Ta nói cô biết, không được tới đây. Ta là hòa thượng độc ác, ta là tiểu dâm tặc. Đừng tới đây, tránh làm ô uế thanh danh của thủy đại tiểu thư của cô. Cô cút ngay. Cút ngay. Các ngươi, những ác nhân này, Lăng Thối Tư, Giang Trấn Sơn, Giang Khuê, Ngô Khảm, Hạ Tam Đào, các ngươi đánh ta, hại ta đến đây, địch dân ta. Là một tiểu tử nghèo, ta không sợ các ngươi. Tri huyện đại nhân, tri phủ đại nhân, các ngươi đều tới hại ta đi. Ta không sợ các ngươi, ta không sợ. Đến đây, tên này điên rồi. Hắn điên thật rồi. Điên rồi, đến đây. Những ác nhân các ngươi đều đến đây đi. Đến đây đi. Địch dân ta không sợ các ngươi. Không sợ các ngươi. Các ngươi đem ta nhốt vào đại lao. Các ngươi mặc tỳ bà cốt cho ta. Các ngươi, các ngươi đoạt sư muội của ta. Các ngươi còn mắng ta là ác nhân. Các ngươi còn giẫm gãy đùi ta. Ta không sợ các ngươi. Ta không sợ. Ta không sợ các ngươi. Chân của hắn là ta phóng ngựa đạp gãy. Ác nhân trên đời này đều đến đi. Ngay cả cái con súc sinh ngươi cũng khi dễ ta. Sao ngươi dám khi dễ ta? Ta sẽ ăn ngươi.
Không lẽ nội lực của ta còn không bằng tiểu ác tặc kia? Thử lại một lần nữa. Tiểu ác, nói cô biết, ta tên Địch Dân. Có phải lúc trước huynh đã chịu rất nhiều đau khổ không? Chuyện trước đây ta không muốn nhắc. Xin lỗi, ta nghĩ ta không nên hỏi. Không có gì, là ta không muốn nói thôi. Đại ca, tam đệ, tứ đệ,
Đại ca, tam đệ, tứ đệ, các người đừng dọa ta. Ta cũng không còn cách nào. Trời băng đất tuyết, không ăn không uống, ta không thể đợi chết được. Là đệ khiến tứ đệ chôn thay suối vàng. Không 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 phải, là hai tên ác tặc đó quá thâm độc. Hoa nhị ca, là huynh khiến hoa rơi nước chảy, mất hết danh tiếng. Không có. Nếu ta không ép dạ cầu tuần, cái tên hoa rơi nước chảy từ giờ sẽ biến mất, không dấu vết trên giang hồ. Chỉ khi ta sống sót mới có thể chấn hưng lại được oai hùng của chúng ta. Loại người tham sống sợ chết, ngươi thật là ngay tới con chó cũng không bằng. Có ma, có ma, trong nhà có ma. Địch dân, đón lấy. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng chuyện gì? Chúc mừng ngươi và thủy cô nương, chuyện tốt đã thành. Thủy cô nương đã đưa bảo qua phòng thân cho ngươi rồi, còn không phải cho ngươi toàn bộ rồi sao? Ông được gọi là đại hiệp Trung Nguyên, thật không ngờ lại là một tiểu nhân bỉ ổi vô sĩ. Nói tới bỉ ổi vô sĩ, người của quyết đau môn các ngươi chưa chắc đã thua tại hạ. Thơm quá. Con chim này cho ta ăn được không? Không phải võ công ông rất cao sao? Muốn ăn thì tự đi bắt mà. Ta lười bắt lắm. Mặc y phục của Lục Bá Bá, Lưu Bá Bá. Ông đã ăn thịt bọn họ rồi. Liên quan gì tới con? Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa của ông mà. Vậy thì sao? Ta sẽ ăn sạch hết các ngươi. Hóa ra ngươi không biết dùng đau. Đừng đánh nữa Hoa Bá Bá, ta đem thịt chim chia cho ông ăn là được rồi. Thủy chất nữ, con đau lòng cái tiểu tử này phải không? Sao hả, không nhớ Uông Biểu Ca nữa sao? Đừng đánh nữa Hoa Bá Bá. Cô kêu cái gì? Ta đánh không lại hắn, cùng lắm bị hắn giết. Tội gì để hắn làm nhục cô? Người ta thương ngươi, ngươi la cái gì? Rứt bạc tay.
Liên Thành Kiếm Pháp. Thức đâm bả vai. Thức gá kiếm. Đinh đại ca. Có mà. Có mà. Đinh đại ca, đi mau. Đinh đại ca, đi mau. Đi. Đi. Các người mau ra đây. Ra đây đi. Con rùa. Các người không thể trốn trong động suốt đời. Ta biết rồi. Các người ở trong động bắt chim mà ăn sao? Phải rồi, ở trong động chúng ta sẽ không có gì để ăn. Được rồi, coi sao đã rồi tính. Mau ra đây. Còn không ra, ta sẽ giết vào trong đó. Đau này sao vừa rồi không thể đâm vào chứ? Con mà, Lưu Huynh, Lục Huynh, các người đừng tới đây. Đừng mà, đừng mà. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Đừng mà. Đừng. Đinh đại ca, y phục huynh mặc là gì? Áo ô tầm. Nếu không có nó ta chết chắc rồi. Đinh đại ca, đa tạ huynh. Cô ở đây canh chừng. Đang làm gì vậy? Quỳnh có phải bị bệnh gì rồi hay không? Quá ra là đang luyện côn. Huynh sẽ không cởi thành giống như trong sách chứ? Hãy
Đây là đao pháp quyết đao sao? Chỉ tiếc là không có sớm luyện. Vậy huynh luyện đao pháp quyết đao liền có thể đánh bại hắn sao? Đánh bại hay không ta cũng không biết. Có điều ta nhất định phải cùng hắn quyết trận tự chiến. Cô giúp ta canh giữ cửa. Chỉ cần nửa ngày ta sẽ luyện được vài chiêu. Tim gan của nhạc phụ đệ nhân ngươi, ngươi có ăn không? Mùi vị này tuyệt lắm. Qua bá bá, đừng mà. Đừng. Lẽ nào ông không niệm tình huynh đệ kết nghĩa sao? Qua bá bá. Đừng mà. Súc sanh. Ông. Đừng mà. Qua Thiết Cán, cái đồ không có nhân tính. Lẽ nào ông đã quên ông ấy là huynh đệ kết nghĩa của ông sao? Đừng mà. Đừng. Tiểu ác tặc, người chán sống rồi à? Dùng một cành cây đấu với lão tử. Được. Ngươi là tiểu ác tặc của quyết đao môn. Ta dùng bảo đao của quyết đao môn tiễn ngươi lên Tây Thiên. Một thanh bảo đao tốt. Vừa hay dùng vào việc giết tiểu ác tặc ngươi. Được. Vậy ta cùng ông đồng quy vô tận. Nếu trong tay ta là thanh quyết đao đó, đầu của ông sớm đã rơi khỏi cổ rồi. Trong thời gian nửa ngày, đao pháp của hắn đã trở nên lợi hại như vậy rồi. Có ma, có ma, có ma. Đinh đại ca, ta bị điểm huyệt rồi. Ta không biết giải huyệt. Chỉ cần điểm một chút vào đoạn giữa eo và chân ta thôi. Thủy cô nương, cô đừng sợ. Qua Thiết Cán chạy trốn rồi. Ta hiểu rồi, cô sợ ta bất kính với cô. Đinh đại ca, cô đừng đi. Đừng gọi ta. Cô yên tâm. Thủy cô nương, từ giờ về sau ta sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Càng không đụng tới một ngón tay của cô. Thank you.
Địch đại ca cứu ta, cứu ta với. Địch đại ca, địch đại ca cứu ta với. Địch đại ca, địch đại ca, địch đại ca. Địch đại ca, Quỳnh cứ vậy mà đi sao? Không thì sao? Địch đại ca, là ta đã sai. 100 lời xin lỗi còn chưa được sao? Địch đại ca, là ta nghĩ không chu đáo, trách nhầm Quỳnh. Quỳnh nể mặt ta đã đứa con mồ côi cha, tha thứ cho ta đi được không? Địch đại ca, Quỳnh chỉ nói sẽ không gặp lại ta nữa, không nói sẽ mặc kệ ta mà. Địch đại ca, Quỳnh. Địch đại ca, Quỳnh giải huyệt đạo cho ta đi. Ngày mai nó cắt sẽ tự giải thôi. Địch đại ca, địch đại ca, ta biết Quỳnh vẫn quan tâm ta đúng không? Địch Dân ca ca, Địch Dân ca ca, Địch Dân ca ca. Ta lạnh quá, đông chết ta rồi, lạnh quá. Nè, Quỳnh Trầm đi đâu vậy? Xuống một chút. Quỳnh không nhìn ta, sao biết phải Trầm ở đâu chứ? Lệch rồi, lệch rồi. Sang trái một chút, sang phải một chút. Quỳnh sợ đi đâu vậy? Quỳnh mở mắt nhìn chút không phải là được rồi sao? Địch đại ca, Địch Dân ca ca. Tốt, cứ như vậy đi. Địch Dân ca ca, huyệt đạo được giải rồi. Tốt quá rồi. Thank you.
Đình đại ca. Gạt Quỳnh thôi. Đình đại ca, không phải Quỳnh nói từ giờ sẽ không gặp mặt ta nữa sao? Sao giờ lại gặp ta rồi? Lời nói đó không tính nữa. Nữ tử trong thiên hạ đều ranh ma như cô. Đình đại ca, Quỳnh vội tới cứu ta, đa tạ Quỳnh nha. Ta thấy ngoài trừ Lâm tiểu thư của Đình đại ca, nữ tử trong thiên hạ đều biết gạt người hết. Vậy ý của Quỳnh chính là trong thiên hạ chỉ có mỗi Lăng cô nương là tốt nhất? Tóm lại, ý Quỳnh là ta không bằng cô ấy. Câu nói của ta không có ý này. Ý của ta là thiên hạ này ngoài trừ Lâm tiểu thư, những nữ tử khác đều thích gạt người. Được rồi, sau này ta sẽ không gạt ngươi nữa. Sau này ta cũng sẽ không mắc lừa cô. Quân thiếu hiệp, theo ta thấy tuyết cốc này đợi thêm tháng nữa là sẽ vào được. Còn phải đợi lâu như vậy? Vậy ta đi trước một bước. Không được, bây giờ tuyết đang tan, ngựa sẽ bị chìm trong đó. Coi bộ Quân thiếu hiệp đối với Thủy cô nương thực sự là si tình. Từ nhỏ ta đã mất cha mất mẹ, là cửu cửu nuôi ta khôn lớn. Lần này biểu muội không may rơi vào tay ác tặc, mong là ông trời có mắt, toại nguyện cho tâm nguyện của chúng ta. Đi, đi. Đói quá, đói quá. Đinh đại ca, không hay rồi. Từ sau khi Quỳnh đánh bại Ương Dương, Kền Kền và Ngỗng Tuyết đã 10 ngày không tới rồi. Chúng ta chỉ còn lại một con chim ưng thôi. Cô yên tâm đi, mai ta sẽ tới đỉnh núi tuyết phía đông coi thử. Tới khi nào mới có thể thoát khỏi đây? Đã gần 5 tháng rồi.
Tao phát hiện một căn nhà gỗ ở ngọn núi phía đông. Đó là nơi ở của thợ săn vào mùa hè. Ta sửa xong rồi, chắc sẽ săn được vài con thú. Đây là cái còi mà ta tìm được. Sau này cô có chuyện gì thì dùng cái này gọi ta. Ta chắc chắn sẽ nghe thấy. Cái còi đó rất là hữu hiệu. Chỉ cần cô thổi nó, ta sẽ xuất hiện bên cạnh cô. Cô nghe thấy không? Ai cần cái còi quỷ của huynh? Hà tất phải làm bộ như là rất quan tâm ta. Dù sao trên đời này, người yêu thương ta cũng đã đi rồi. Đừng nói ta không có chuyện, dù cho có chuyện cũng sẽ không tìm huynh. Ta quan tâm cô không giữ ý. Ta không quan tâm, cô cũng không giữ ý. Cô muốn sao đây? Rốt cuộc cô muốn sao đây? Địch dân! Trên đời này, tìm đâu ra một người thực lòng thương ta, nhớ ta? Tìm đâu ra một người yêu ta, luyến ta đây? Nếu chỉ có, e là một người quán ta, hận ta. Địch dân, người hận ta, người hận ta. Tới đi, tới đi. Nhào vào đi, nhào vào đi. Không giới tới đúng không? Huynh đang nghĩ gì? Cô ổn lại rồi? Không nghĩ gì hết. Sao hả? Lại không muốn gặp ta sao? Chúng ta còn chưa ra khỏi tuyết cốc đó. Huynh còn chưa gặp được người huynh muốn gặp mà.
ta không có người mà ta muốn gặp. Gạt người. Địch đại ca, ta biết là ta không tốt, là ta trách nhầm Quynh. Chỉ là nghĩ tới cha ta, Lục bá bá, Lưu bá bá, bọn họ đều chết thảm dưới tay Quyết Đao lão tổ. Ta liền... Thủy cô nương, ta thấy cô đừng quá đau lòng. Đợi khi rời khỏi được Tuyết Cốc, với dung mạo và võ công của Thủy cô nương, chắc chắn sẽ tìm được người thương yêu cô. Trên đời này không còn ai yêu thương ta hơn cha ta. Thủy cô nương, không phải cô còn một biểu ca sao? Ta tin hắn sẽ thương yêu cô giống như cha cô. Mong là Thủy cô nương có thể sớm ngày gặp lại Uông Thiếu Hiệp. Vậy còn Quynh, Quynh đi đâu? Ta... cái gọi là giang hồ chính nghĩa cũng được, tà ác cũng được, đều không liên quan tới ta. Ta cần làm chút chuyện riêng. Đợi sau khi làm xong chuyện của mình, ta sẽ tìm một nơi không có một bóng người để trú thân. Vậy Quynh không cần tìm nữa. Đây chính là nơi không một bóng người. Phải rồi, chỗ này cũng khá tốt. Địch đại ca, rốt cuộc Quynh phải làm chuyện gì? Ta thấy không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta dẫn cô đi săn.